Xin chào các bạn, một lần nữa chúng ta lại được gặp nhau tại sân vận động El Libertador để thưởng thức trận đấu cực kỳ hấp dẫn sắp diễn ra. Ronaldo, đồng đội anh ấy đang chờ để phối hợp, đã tới rồi. Đây cũng là một đường bóng đẹp, anh ấy đã thực hiện pha đánh gót. Messi. Bàn tuyệt vời. Và đặc biệt hơn, đó là một cú vô lê nghệ thuật. Bóng đã bay thẳng qua người thủ môn. Đơn giản đó là pha sút bóng quá căng. Tỷ số đang là 1-0. Đó là một pha cứu bóng khá tốt. Antela. Huấn luyện viên đã không vui khi làm mất quyền kiểm soát bóng dễ dàng như thế. Vâng, anh ta đã lấy lại được quyền kiểm soát bóng. Anh ấy vẫn đang phá cơ hội đi rồi. Liệu có một pha tạt bóng từ vị trí này không? Vâng, cơ hội sút bóng. Ôi, bàn thắng đã đến và họ đã có tỷ số của ngày xuất phát. Chúng ta đã trở về thế cân bằng 1-0. Đường biên nắm bắt được bóng, tóm gọn bóng trước tay. Anh ấy đã lao vào cản phá đường truyền thành công. Họ đã làm mất quyền kiểm soát bóng. Romelu Lukaku. De Rossi. Ronaldo. Messi. Bastian Hantela. Họ đã giành được bóng sau pha cản phá. Eden Hazard. Chelsea đang tổ chức tấn công. Huấn luyện viên đã không vui khi làm mất quyền kiểm soát bóng dễ dàng như thế. Romelu Lukaku. Anh ấy cần phải cản phá được bóng. Pogba. Đồng đội của anh ta đang tiến lên rất nhanh. Cơ hội tuyệt vời được mở ra. Có người sọt tới nhưng anh ta bằng cách nào đó đã thoát được. Rossi. Kylian Mbappe Blotin. Robert Hood chặn được bóng. Philippe Luis. Nhưng nó vẫn đang ở trong sân. Chúng ta đã cùng chứng kiến hiệp 1 của trận đấu và đã có rất nhiều điều để nói. Anh cảm thấy điểm nhấn của hiệp 1 là tình huống nào? Chelsea bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai sau tiếng còi của trọng tài. Nửa thời gian thi đấu đã trôi qua và cuộc so tài vẫn đang rất cân bằng, hoàn toàn không có dấu hiệu đứng. Tình huống vừa rồi đã dẫn tới cú dứt điểm này. Thủ môn đã chủ động ra khỏi vạch 16m50 để cứu bóng. Đó là pha cứu bóng rất tốt, một động lực để cả hai đội tiến lên. Messi. Bảo vệ khung thành giống như là đang chống đỡ lại một đợt tấn công đe dọa đến từ đối phương vậy. Còn báo lượng tình huống tuyệt vời. Corentin Tolisso. Cản bóng là một nghệ thuật và rõ ràng anh ta là một nghệ nhân. Được gọi 10-10. Vâng, sút rồi. Tình thế đang ngang bằng nhưng họ đã cố gắng để dẫn trước trong lượt tấn công này. Vâng, cần phải chắc chịu các cơ hội. Quá tệ. Họ đã làm mất quyền kiểm soát bóng. Bastian Hantela. Philippe Luis. Anh ta muốn một vài sự giúp đỡ và đồng đội đang theo sát ở ngay phía bên trái rồi. Anh ta có thể sút bóng. Cầu thủ đó đã có một cơ hội rất tốt ở đây nhưng thủ thành đã cản phá thành công.
Đó là một cú sút rất căng. Ai dám nói thủ môn không thể làm nên chiến thắng cho những trận đấu? Một pha bóng quá tốt. Pogba. Ronaldo đang phô diễn. Vâng, một cú sút rất căng và kết thúc tuyệt vời. Tỷ số hiện tại là 2-1. Neymar. De Bruyne. Varane. Bảo vệ vây quanh lính người đang giữ bóng. Trong khi đó, cú đá bóng rất tốt của thủ môn. Một kỹ thuật rất khó. Vâng, nhưng đã ngả người xuống bóng rồi. Cú vô lê rất chính xác. Anh ấy đang cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía đồng đội. Họ đã làm mất bóng. Alexandro. Đó là một cơ hội hiếm có. Ngay đây, lối thoát ngay đây, liệu anh có tận dụng được không? Một pha đánh bóng nhẹ về sau nhưng rất hiệu quả. Trận đấu đã kết thúc rồi, tiếng còi đã vang lên. Vâng, có lẽ kết thúc ở đây thôi. Đó là một kết thúc.